trong một khu rừng ở Mexico, ẩn chứa một tòa nhà kỳ lạ từ thời Maya. Nó được gọi là kim tự tháp Kukulkan, còn gọi là thần rắn lông vũ, từng được mệnh danh là một trong 7 kỳ quan mới của thế giới. Hôm nay mọi người cùng tôi tháo rời kim tự tháp này ở chế độ 3D để xem nền văn minh đã mất này ẩn chứa những bí mật gì. 1.800 năm trước, có một thành phố tên là Chichen Itza. Người Maya đã xây dựng hàng trăm công trình bằng đá ở đây. Đây là sản phẩm của sự phát triển của nền văn minh Maya khi đang trong thời Hoàng Kim. Ở trung tâm thành phố là một kim tự tháp khổng lồ được gọi là kim tự tháp Kukulkan. Kim tự tháp được xây dựng từ hàng vạn khối đá vôi, cao 30 mét, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 10 tầng. Khu vực xung quanh rộng hơn 55 mét, chu vi 250 mét. Đỉnh của kim tự tháp là bàn thờ của ngôi đền, nơi thờ thần rắn có lông vũ mà người Maya tin tưởng. Kim tự tháp của người Maya có 4 cầu thang xung quanh mỗi bên, mỗi cầu thang có 91 bậc, 4 cầu thang cộng với bậc trên cùng, tổng cộng là 365 bậc, vừa vặn đúng với số ngày trong một năm. Đầu của thần rắn lông vũ được chạm khắc trên bệ. Mỗi năm vào lúc hoàng hôn của ngày xuân phân, bức tường bên sẽ được chiếu sáng bởi mặt trời tạo thành một cái bóng hình tam giác cân có 7 đoạn gấp khúc, cùng với đầu rắn được khắc ở mặt đáy trông giống như một con rắn khổng lồ đang bơi từ đỉnh tháp xuống mặt đất. Nó tượng trưng cho việc thần rắn lông vũ thức dậy và bò ra khỏi đền thờ vào ngày xuân phân. Những khối đá nặng hàng chục nghìn tấn được lấy từ lớp đá vôi cách kim tự tháp 500 mét. Vào thời điểm đó, người Maya cổ đại chưa có công cụ bằng sắt. Công cụ mà những người thợ thủ công sử dụng chỉ là một số mảnh đá sắc nhọn và gắn thêm tay cầm bằng gỗ vào chúng. Đầu tiên, những người thợ đào những rãnh sâu trên mặt đất theo hình bàn cờ, sau đó đào dọc theo các rãnh đó cho đến khi lớp đá vôi nứt ra một cách tự nhiên. Những viên đá trên mặt đất cũng chia thành ô bàn cờ. Sau đó họ dùng xào gỗ cạy từng viên đá ra. Mặc dù phương pháp này rườm rà và tốn nhiều công sức nhưng người Maya cổ đại đã hoàn thành nó với sự kiên trì đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, thông qua nghiên cứu sau đó, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng bên trong kim tự tháp hiện tại hóa ra vẫn còn một kim tự tháp ẩn giấu. Khi kim tự tháp được tháo rời ở chế độ 3D, người ta phát hiện ra rằng có một lớp đá vụn ẩn dưới lớp đá bên ngoài, có một ngôi đền cổ ẩn ở đó. Người Maya tin vào thần mặt trời, họ cho rằng rắn lông vũ là hóa thân của thần mặt trời, nên có tục xây dựng những ngôi đền rắn lông vũ. Ngôi đền có hai gian bên trong, chính giữa là ngai vàng hình con báo, tương truyền đó là nơi dành cho thần rắn lông vũ ngự xuống. Nhãn cầu làm bằng ngọc bích và răng làm bằng đá trắng được khảm trên đó, chiếc ngai vàng kỳ lạ và đầy bí ẩn. Bên ngoài là một bức tượng chiến binh nằm bí ẩn, là người bảo vệ của đền thờ thần rắn lông vũ. Mỗi khi xuất hiện cảnh tượng bóng rắn trong kim tự tháp, người Maya sẽ tụ tập xung quanh và ca hát, nhảy múa để chào mừng sự xuất hiện của vị thần rắn lông vũ. Bây giờ có một câu hỏi mới, tại sao người Maya xây dựng một thành phố trong rừng nhiệt đới ở đây? Câu trả lời là nước, hóa ra ngay bên dưới kim tự tháp là một hang ngầm khổng lồ chứa đầy nước. Hang nước ngầm này còn được gọi là hang đá vôi. Lượng nước chứa trong hang tương đương với tổng lượng nước của 6 bể bơi. Hang nằm sâu khoảng 20 mét dưới lòng đất, dòng nước chảy từ bắc xuống nam, cấu trúc bên trong phức tạp và huyền bí. Tại sao nó phải được xây dựng trên mặt nước? Thực ra điều này có liên quan đến thần rắn lông vũ, bởi vì thần rắn thường cần nước. Khi nghiên cứu bên trong ngôi đền, các chuyên gia đã phát hiện ra một bí mật khác. Hóa ra nguồn nước bên dưới ngôi đền được thông với một hang động đá vôi khổng lồ khác gần đó, nơi đã tích tụ nước mưa hàng nghìn năm. Những hồ nước ngầm này chính là nguồn nước uống duy nhất của người Maya ở đó. Nhưng hang động ngầm này cũng ẩn giấu những bí mật đen tối, bởi vì nó cũng được sử dụng cho các lễ vật hiến tế. Người thời đó cho rằng những hang động kỳ lạ này có liên quan đến hồn ma của người Maya. Điều hấp dẫn nhất trong nền văn minh Maya là phong tục hiến tế của họ, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong đền thờ thần rắn lông vũ. Khi chúng tôi tháo rời nó một lần nữa ở chế độ 3D, chúng tôi phát hiện có một hố sâu 2 mét bên dưới chân đế với nhiều mảnh xương được chôn trong đó. Các chuyên gia đã xác minh đây đều là những mảnh xương người, sau khi thống kê tổng cộng có hơn 900 mảnh xương của hơn 100 người khác nhau. Kết quả kiểm tra độ giãn nở của xương cho thấy những người này nhìn chung đều thiếu dinh dưỡng, có lẽ trước đó khi còn sống họ đã bị tra tấn, hành hạ. Tàn nhẫn hơn là thịt trên một số xương bị cạo ra từng chút một vì có vết cắt rõ ràng trên nó. Tất cả những bằng chứng này cho thấy đây không phải là một loại tang lễ bình thường, mà là một nghi thức rùng rợn nào đó đã diễn ra. Hiện tượng tương tự cũng tồn tại trong hồ nước ngầm, trên một bệ đá nhô ra dưới đáy hồ, người ta đã tìm thấy một lượng lớn dấu vết hiến tế của người Maya. Tại sao người Maya cổ đại lại đến đây để thờ cúng? Các nhà khảo cổ suy đoán rằng có một khoảng thời gian nước ngầm ở Chichen Itza bắt đầu giảm mạnh, tảng đá cách hang 30 mét cũng rỉ ra ngoài vì thiếu nước. Để cầu nguyện nước trong hang sẽ dâng cao trở lại, người Maya đã trèo vào hang. Có lẽ họ đã trèo vào bằng một cái thang, sau đó đi thuyền độc mộc đến mỏm đá nơi họ thực hiện nhiều nghi lễ hiến tế người. Sau đó, khi mực nước tăng trở lại, gờ đá chìm trong nước. Cho dù ở dưới đền thờ hay dưới đáy hồ, những người bị hiến tế này đều là những người sống bên lề xã hội hoặc là từ những kẻ thù bị bắt. Nền văn minh Maya là một trong những nền văn minh bí ẩn nhất trên trái đất, từng rất thịnh vượng về công nghệ và văn hóa. Nó mang lại sự giàu có và quyền lực vô biên cho người Maya. Những di tích để lại cho thế giới cũng đã được các thế hệ sau nghiên cứu, nhưng nghi lễ hiến tế đáng sợ của nó khiến người ta phải rùng mình. Khi mọi người cảm thán về nền văn minh mà họ đã tạo ra, mọi người không nên quên những bí mật đen tối ẩn chứa trong nó. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.